Trong ngày 24 tháng 1, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam VPA sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số trong 10 khung giờ. Mỗi khung giờ sẽ đấu giá 700 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Một khung giờ đấu giá sẽ kéo dài 30 phút. Người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Trong phiên đấu giá lần này xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng như 18A42444, 24A27111, 30L06000. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này, lượng biển số đẹp của Hà Nội tăng mạnh. Trong tất cả các khung giờ đấu giá buổi sáng đều có trên 10 biển số khủng tại Hà Nội. Điển hình như 30L06000, 30L06388, 30L07567. Đây là loạt biển số siêu khủng được nhiều người chơi biển số trên cả nước săn đón và có giá ước tính lên tới cả tỷ đồng. Kết thúc phiên đấu giá gần nhất ngày 23 tháng 1, biển số có mức trúng đấu giá cao nhất là 30L12666, có giá 290 triệu đồng.